sau khi học cấu tạo của Ron, con đã được thực hành với remote để cho con Ron bay lên, bay xuống, bay trái, bay phải và quay các hướng mình mong muốn để vượt qua các thử thách. Điều đó đòi hỏi con có tư duy và phản xạ nhanh. Con được tìm hiểu về một số nhóm lệnh như Motion để điều khiển chuyển động, Sensor để điều khiển cảm biến, Loop để điều khiển các hành động lặp lại, Logic để kiểm tra những điều kiện khi thực hiện các hoạt động. Ở bài học này, con sẽ sử dụng tư duy lập trình của mình để kết nối các khối lệnh, giải quyết nhiệm vụ bay theo lộ trình. Đầu tiên, con dùng nhóm lệnh Motion với các khối lệnh khởi động chế độ bay, cất cánh, bay tiến, bay lên, bay xuống, tốc độ bay để điều hướng drone. Ngoài ra, con sẽ sử dụng các lệnh đợi, giữ ổn định để ổn định drone khi bay. Trong quá trình bay, con dùng lệnh kiểm soát độ cao để điều khiển drone bay vượt chướng ngại vật an toàn. Tại trại hè Drone AI của VSchool, chúng tôi mang đến cho học sinh một môi trường học tập mới mẻ và đầy sáng tạo. Mục tiêu chính của trại hè giúp các con có thể điều khiển thành thạo drone và lập trình điều khiển drone hoạt động một cách tự động. Qua đó thì các con phát triển được kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, tư duy giải quyết vấn đề.